để hùng nhắc lại mày bảo yên tâm, có 12 giới luật nó tương đương 350 giới. Mình không có nhiều thời giờ, tại vì thời đại vàng kim là thời đại du hành không gian không à, chiếc xe đang chạy là bay lên núi Thiên Long Sơn đậu luôn vậy. Cho nên cái dãy núi mình sau này là bắp kinh đó, trên đỉnh núi chỗ mà bữa hổm Hữu Tính rồi với Lâm đồ mà đi bộ lên mà nằm dơ dơ chân á, mai mốt là xe nó đang chạy ở dưới freeway là tự nhiên cất cánh lên nó cái một. Còn mình bữa mình đi tới mấy tiếng thì khi thời đại văn minh cha mẹ cũng rút ngón ngắn gọn lại để cho mình mau thành Phật, nhưng mà phải giữ đúng 12 giới nó cũng khó đó. Nhưng mà cái mà Thiên Tấn Kiệt chỉ mong mình Phật tử trong tương lai con của ông trời chỉ giữ giới số 1 thôi, đã là giữ được chức tổng bí thư rồi đó, hay thủ tướng, giới số 1 thôi. Còn cái giới số 12 là phải đọc kinh ngồi thiền này hơi khó cho bác trọng không, tại vì đi đứng bác cũng hơi khó ngồi. Thì thôi anh giới số 1 thôi, là một nguyên thủ quốc gia tốt rồi. Họ Thiên, căn bản của chúng ta mấy chục triệu người trên thế giới hôm nay chỉ cần giữ đúng số 1 và số 12 mỗi ngày. Số 12 là để nhắc nhở và để giống như mình phải đi tắm mỗi ngày, mình mặc đồ mình tắm. Cái giới số 12 nó rất là dễ làm, mấy con chỉ đọc nãy giờ có 1 tiếng 30 phút thôi, mà tất cả nghiệp trong một tháng, trong những ngày mình làm mình xả hết, mình lại cha lại mẹ. Và đồng thời mấy con có cái cảm nhận là tinh thần nó phấn chấn lên. Tinh thần phấn chấn có nghĩa là mình gặp cái mặt nào mình biết là thằng này là thiệt hay giả rồi. Tại vì Lăng Nghiêm là một loại giống như bởi sao nó xéo dữ rồi mà chính chỉnh lại đi. Lăng Nghiêm khi mình đọc lâu và đồng thời mình lại nó nói lúc nào mình cầm cuốn kinh mình mở ra thôi nha, là có chư thiên bu đầy đó. Sư phụ bảo đảm chư thiên với mấy vị thần là vừa đứng nghiêm chỉnh bu đầy hết, họ lắng nghe mình. Vậy đi. Nó qua một cái mạng. Mấy chư vị đứng hộ mình, mấy chư vị cũng cần nghe kinh. Lúc nào trong chùa hay là nơi đây cũng vậy. Tuy nơi này không phải là chùa, nhưng mà với cái lực của sư phụ thắng để mà blessing lâu nay mình không có đọc. Cỡ tiền già ba tuần á, chủ nhật á, nhóm mình nói chuyện gia đình họ Thiên nhiều hơn mà nói chuyện ông bảy bà tám rồi hả. Mà nó nửa đời nửa đạo. Sư phụ chưa từng mặc áo vàng, chưa từng đi tu, cũng không có sư phụ về đạo Phật. Tất cả những cái gì mà hiểu biết là nó đi theo cái tập khí của những cái đời kiếp trước. Sư phụ đã tu xong rồi, còn nó không có thời gian để tu. Cho nên ở kiếp này chủ yếu là lùa tất cả những đứa con hội Thiên lâu nay đi làm đường lạc lối và bị ma quỷ nó dùng màu sắc và âm thanh nó quyến rũ, đi sai đường, quá sai đường luôn. Cho nên cái thiên tâm ra đời là đột phá, để cho một cái sự bế tắc của một cái con đặc thì phải có một cái sự đột phá. Đột phá những đứa con hội Thiên hôm nay có duyên đầu tiên để về trời đợt đầu là những người dũng sĩ, và cũng là những người trong nó có những người có sứ mệnh đó nghe, hộ pháp. Nhưng Thiên Vân có chứng mệnh nè, Mỹ Hạnh có nè, Anh Kháng có nè, là những người lớp đầu của hội Thiên á. Nhưng mà đến một cái lớp đến một cái thiên ma đó, nó cũng thử thách và con tất cả mấy con lớp mẫu giáo lớp 2, lớp 3, còn những người đó là coi như lớp 10, 11. Lớp 11 năm nào mình cũng phải thi đó không? Mà thi á, mà cứ khi mà đọc nhiều á thì con người của mình bắt đầu cái hào quang mấy con sẽ sáng ra. Khi sáng ra đó, mấy con sẽ cảm nhận rất là rõ người xấu với người tốt. Còn những người mà bình thường á, mà không có đọc kinh á, họ không có cái sixth sense của họ, cái nhạy cảm họ mờ hơn mình.
nếu mà cái đèn pin mờ nó không có nhìn rõ được đường đi vậy đó. Nhưng mà lên càng cao, thử thách càng cao. Mà khi đã có cha có mẹ ngự ở trong chúng ta rồi, trong lòng của mỗi chúng ta rồi, có sư phụ là người mỗi ngày thường xuyên nói chuyện với bà trên, chư Phật và cha mẹ và các vị hộ pháp thường ngày, thì dĩ nhiên sư phụ phải biết tất cả những cái chứ. Đâu có cần là chỉ cần lâu lâu những đệ tử lớn ở phương xa chỉ cần nhắn sư phụ, sư phụ ơi con gặp cái người này có đúng hay sai. Sư phụ tuy là như vậy nhưng mà thật sự đâu phải là như vậy. Nếu sư phụ là người không là người bình thường thì làm sao lập được cái đạo hôm nay, làm sao ngồi đây. Thì mấy vị sẽ nói đệ tử của ngài đã bị án ma rồi, bị ma quỷ nó dụ rồi. Khi đã bị dụ sư phụ không có cứu được, trừ khi trước tiên ma quỷ nó dụ là nó làm cho cái tâm không còn nhớ về Thiên Long Sơn nữa. Tại nhớ về là nó bị mất sao, sẽ không có còn nhớ đến sư phụ nữa. Nhưng mà những người họ giờ con có nói kiểu nào họ cũng không có quay. Đến khi mà họ sạch tiền sạch túi rồi đó, ví dụ sạch tiền sạch túi khờ rồi đó, hoặc là Đức Thầy sẽ xuất hiện trước khi cái ngày họ bị lâm nạn, thì quả mai thì họ còn cứu kịp, chứ không bị khùng á, bị bỏ bùa không biết không. Tôi nói thật rất là nguy hiểm về cái thế giới tâm linh. Cho nên mỗi một tuần chúng ta ngồi đây là thuộc coi hết, khám bệnh hết, tổng quát luôn. Hôm qua có mấy người có trượt nên bữa nay mình đọc kinh. Thì mình nói về cái đạo của mình là nó rất là màu nhiệm. Chú hộ là người sống hai cõi, có người về chú hộ cũng là một người làm việc, người ta gọi là triple time là dữ, mà chú hộ là người làm việc một nó hơn triple time, nó trăm lần triple time, tại chiếc thân nhiều quá, ban đêm phải đi về núi cấm để mà họp hành với mấy vị. Và đồng thời mấy vị tiên trên trời đấu đá thiên ma bên cạnh kia. Thiên ma bên cạnh kia bên cạnh mà vô vi nó khủng khiếp hơn nữa. Cho nên tất cả họ thiên nên coi phim Phong Thần. Phim Phong Thần là thật, thấy nó hơi giống như là huyền thoại nhưng mà lại là chuyện thật. Ở trong cái cảnh vô vi hôm nay Phong Thần 2 tái diễn cũng y chang là như thế, như vậy. Cũng đang đấu đá để mà lấy lại cái quả địa cầu này, để mà cho ma quỷ nó đừng có vô trong tâm của những người xấu, những đạo, để mà làm chuyện sai. Tất cả các bệnh đạo dân chúng ta đều có cái tâm thật hết. Chúng ta không có đọc kinh, không có tu tập, không có gần thiện kiến thức, nên chúng ta cứ đi sai cái này rồi lại sai luôn cái khác. Rồi đến khi mà cái tâm của chúng ta mờ, không có gì đuốc, nó hết dầu, nó hơi mờ lu mờ, thì chúng ta làm ăn ra đường, gặp bạn bè, hay là làm một cái quyết định, hay là một cái nhắn tin yes hay no với một người bạn, chúng ta có thể mang một cái hậu quả rất là khủng khiếp khi về nhà đó. Thí dụ một người bạn nó có ngậm bùa ở Việt Nam qua nó dụ mấy đứa con, tuy là bạn thân đó. Ngọc Yến, con có muốn chị có muốn Hùng làm tiệm tóc với em không? Không, em bỏ vốn hết. Cái con là chị không còn bỏ vốn gì hết. Chỉ cần bỏ 20% thôi, em bỏ 80%. Chị làm chủ 50, em là 50. Nhưng mà cứ nói là cứ nói như vậy. Nhưng mà trên giấy tờ á, mấy con làm ăn á, nó có rất là cái mưu mẹo trong đó. Đến giờ chót người ta lật lọng như là trước cửa nhà của người ta, hay là cái người đó đứng tên cái ly đuổi con ra lúc nào cũng hay, 20% cũng mất sạch đồng luôn. Khi mà khách đông, còn khách ế thì, tại vì những người có vốn người ta phải làm vậy. Còn những là những người biết nghề thì cứ thấy là mình ít vốn mà nhào vô, nhưng mà biêu khách cho người ta. Có những cái mưu mẹo người đời dạ dụ những chúng ta, chỉ có đọc kinh mình sẽ chấp những cái nạn đó. Những đứa con họ thiên mà không có đọc
Kinh mỗi ngày càng ngày sẽ càng xa Thiên Tướng Kiệt. Là vì cái tâm nó trở lại thành đời thường. Tất cả chúng ta gần cha, gần mẹ, gần Tướng Kiệt là gì? Đã có đọc kinh, đã gội rửa. Nhưng mà mỗi ngày đó, cái tâm của mình cũng cần phải rội rửa. Mình đâu có giống như Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma không? Là tâm như đài gương sáng, đời gì đâu. Mình đâu phải như ngài, ngài là Phật. Mình là cần phải rội rửa, là đọc kinh Lăng Nghiêm, để nhìn thấy Thiên Tướng Kiệt là ai rõ hơn chút. Còn nếu mình không đọc thì cái ngã của con sẽ tự mỗi ngày càng cao lên. Rồi cứ nhìn đó, sư phụ Thiên Tướng Kiệt là ổng cũng như tôi, là tôi thấy nãy giờ ổng uống còn 3 chai nước, cũng đi nhà vệ sinh 3 lần nữa như tôi. Cứ là cái ngã mình lên này đó. Rồi lúc đó sư phụ không làm gì hết, nhưng mà mấy vị hộ pháp sẽ làm đó. Tại mấy vị cũng đang đứng đây này. Cho nên làm khi mang họ thiên như Hồ Chí Còn yêu cầu, Thiền Bát Nhã đã lên được thì đừng có gán mà bị nhảy xuống. Tại Thiền Bát Nhã lên thì dễ, nhảy xuống cũng dễ, lên thì rất là khó. Đâu có ai có duyên mà hiểu được con của ông trời xuống đây mà ngồi nói chuyện, ít ai hiểu được. Nhưng mà nhảy xuống rất là dễ, bị dụ nhảy xuống dễ lắm. Chỉ có một điều, mỗi ngày mấy con muốn vững tâm đó, chỉ biết như thế vậy. Sư phụ tôi có sứ mệnh xuống trần, bao nhiêu kinh điển trong tâm đại kinh của Phật cũng có nói, của Chúa cũng có nói, Venga cũng nói, Notre Dame cũng có nói, Sấm Chăn Trình cũng nói, Đô Bố Ôn cũng nói, bao nhiêu nghìn năm vì một người chuyển luân pháp dương xuống thế gian, ổng là thiệt. Khi mấy con có nắm giữ cái đó trong lòng, bao nhiêu chuyện mà trước mắt gặp Thiên Tướng Kiệt này thì nó cũng sẽ giúp được một phần. Tại khi mang thân người á, chuyện này cũng như mọi người á, nhưng mà chỉ có một cái khác là như mọi người là gì, phải hòa đồng với một đứa con nít, và một hòa đồng với một người trí tuệ thấp, trí tuệ cao, một người lãng cảm và một người rất là thông minh. Cho đến giống như từng rồi những buổi tiệc của những nhà chính trị gia cực kỳ thông minh, nhưng mà trong mắt sư phụ tất cả họ đều là những chúng sanh của sư phụ hết. Giàu cho cả ông Trump, sư phụ nói thật luôn á, ông chỉ là một ông tước trên trời rồi nhỏ xíu à, sư phụ coi bác ra không? Giàu do Bill Gates cũng là một cái con chim ở trong cái vườn hoa của mẹ thôi mà xuất trần như vậy. Cả Hoàng Kiều cũng là một con nai ở cõi trời thứ tư thôi. Khi mà một con mà có cái tầm nhìn là như vậy, mình không phải là ngã mạng, mình nói thật đó, để cho mọi người hiểu. Còn ở trong này, tất cả các đệ tử họ thiên có đứa thì có cao, tiên này tiên kia, cũng như nhãn đi ta vợ ngang tình nhận hương đó, đó là tiên ca sĩ ở tầng thứ tư xuống đây chỉ cũng biết ca. Rồi thứ ba ở lá tự giác đó không, thỏ trong vườn của Phật Mẫu xuống đây nó vậy. Cho nên chưa được có những người là đã tiên rồi, có những người chưa tiên, có những người là còn tu tập. Nhưng mà dầu sao ở cõi trời còn hơn là ở cõi trong cái quả địa cầu này, là địa ngục hay súc sanh vừa lên. Ngày qua thì mình nói về địa ngục súc sanh lên đó, họ khi họ nghe về Phật pháp họ rất là bực, họ bị sốc, họ chịu không nổi. Cũng giống như cái thằng phải cần xe mà có người đã nhảy lỗ tai nó bực lắm, không có thể lấy dao giết á. Thì những cái con cháu của quỷ mà nó là ai, nó là chồng mình, chị mình, em mình, nó đòi nợ và nó cũng hành. Khi một người mà hiểu về thiên đàng và xuất thế gian, không có muốn ở cái cõi đời này nữa, chỉ muốn về trời á, thì cái đầu, cái tâm tư và cái sinh hoạt và cái suy nghĩ mỗi ngày, cái tư duy của mỗi ngày
của một đứa hội thiên muốn về gần với cha mẹ thì nó khác xa lắm. Một người muốn về với cha mẹ, thứ nhất không có thích đi làm nhiều tiền, thêm nữa đi đủ sống thôi, chỉ dành thời giờ ngồi ở nhà ngồi thiền hay trồng hoa trồng bông hay săn sóc cháu, nhìn thương những con thú nhỏ nhỏ mới sanh ra, vào chỗ đó là con cọp nó cũng dễ thương nghe. Cứ coi đi, chú Bụt thấy con gì nhỏ là chú Bụt trội đã lắm, nhất là chim mới nở. Còn những cái chúng sanh mà cứ nghĩ thế gian á, là cứ nghĩ ồ, cái con vịt này sắp nở làm vịt lộn mà ngon này, không có đặt cái tâm tư, cái suy nghĩ người ta, cái tư duy của mỗi người nó vậy đó. Ví dụ như mấy cái người mà thích ăn đồ bổ, đồ ngon, đồ ngon á, thấy heo con á là muốn quay heo con có nghĩ gì không? Chứ đừng nói chỉ bào thai là chung cộng, nó có người đi thai về nó ăn á, con chú Bụt thấy cái hàm kia nó cầm cái tay mà có tay nít cái nằm ngón tay cái chút xíu à, chú Bụt tưởng đâu đầu tiên mình cứ nghĩ là gì, mình nhìn lại chỗ nó là đứa nít nhỏ đó mà nó hầm kiểu nào á, cái đó là cái tâm thú á, quỷ á, nó thích vậy. Nó chỉ thích thời gian, thích cho cái thân xác bồi bổ sung sướng, thú mà. Còn những người đứa con họ thiên hôm nay biết được đạo thiên tâm, biết được cõi thiên đàng là như thế nào, không bao giờ còn ý nghĩ đó nữa, bớt đi nhiều, diệt những cái vọng tưởng xấu, chỉ có ngồi thiền lúc nào cha tưởng mẹ, cha mẹ ở chảnh tạo ra chúng ta vậy được thì cũng có thể hủy diệt chúng ta được đó nha. Cho nên thưa Bộ thường nói là khi một chuyển lưng thánh dương xuống trần mà những ai mà đã quá ba ta gọi là bất quá tam á, thưa Bộ đã sinh rồi mà vẫn còn giống như là quá sức cực đoan và xuyên tạc chửi cha chửi mẹ, thưa Bộ sinh không có nổi, là mất xác mất hồn mới bị làm được. Cha vũ sổ trái đất mạng cái một, 8 tỷ người có thể chết hết trong vòng không đầy 7 ngày thì làm sao mà không phạt những người lì lợm? Nếu mà Phật đã thành một vị Phật, tại sao Phật qua thuyền Phật phải dùng kiếm giết một thằng cướp? Nếu không nguyên thì bị nó giết hết, đúng không? Phải biết đó, cái từ bi á, cũng phải từ bi đúng chỗ. Những đứa con ở thiên, các con ví dụ như đứa học lớp 3 thì chưa biết làm toán đại số, đúng không, chỉ biết cộng trừ nhân chia rồi thôi, thì cỡ như cao có Mỹ Hạnh hay là cỡ anh Kháng hay là cỡ Hoài Tâm nữa, đọc kinh rồi thiên văn rồi giỏi rồi đó, thì là gần lơ ra đại học rồi, high school rồi, phải không? Thì xuống mà nghe mấy đứa em mình mà lớp 3 mình nhảy dễ bực lắm, tại vẫn mang thân người, hiểu không? Tại nói chuyện không có đúng cái level, thì cho nên có những cái mấy con nhìn thấy là sai, nhưng mà thật sự trong mắt của cả con cũng vậy. Là đứa nào bây giờ hôm nay ngoan hiền là tự nhiên thì thấy nó nhiều dễ thương, nhưng mà học giỏi lên đi, khôn rồi lên đó, tại càng ngày tu phải khôn, đúng không? Khi khôn rồi từ lúc đó, nhưng mà khôn phải có từ bi thêm nữa, và có lòng quảng đại cực kỳ, trái tim thật là lớn á, kiểu như sư phụ vậy, mới hiểu được hết rồi mới tha thứ được hết. Chứ còn tất cả mấy đệ tử lớn cũng là vậy thôi, cũng là như chúng con, đúng không? Thì cho nên ý mình muốn nói tại sao sư phụ dám quả quyết khi đó mang họ thiên đệ tử thiên tướng kiệt, thời không bao giờ từ bỏ cả anh thư cũng vậy. Chỉ là sư phụ tách rời theo cái lối của Phật dạy, để khi nào á mà nó bớt có cái tánh, cái đầu của nó xẹp xuống bây giờ nó bị bom cứng rồi, đúng không? Thì sư phụ sẽ dạy lại, nhưng mà trước khi sư phụ tách rời, sư phụ đã dạy nhiều lần mà dạy không được, sư phụ mới làm vậy để cho đừng ảnh hưởng với những người khác, chỉ vậy thôi. Sớm hay muộn nó cũng theo thời gian thôi.
khi mà họ đã qua được những cái thử thách thì những người đó sau này những thương chức vụ gấp dạng lần hơn và xét mặt.